Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Dương Hàng Thùng. Mình là Dương, kênh YouTube của mình chuyên về hàng high end và hàng siêu tuyển chọn. Thì video buổi trưa ngày hôm nay thì Dương sẽ lên cho anh em sản phẩm áo phông cổ tròn nhé. Đa phần là cổ tròn, ngoài ra thì có lẫn thêm một chút áo phông cổ bẻ anh em nhé. Thì hôm nay thì bao gồm rất nhiều các thương hiệu lớn như là em có Lacoste này, Nike, Adidas, Puma. Ngoài ra rất nhiều các thương hiệu lớn khác anh em nhé. Hôm nay thì sẽ đồng giá là 239.000 cho một sản phẩm free ship toàn quốc cho anh em. Anh em nhận hàng thì có thể là mặc hàng ra kiểm tra mặc thử thoải mái. Nếu mà không ưng mà không hài lòng thì vui lòng gửi lại cho ship giúp em nhé. Thanh toán giúp em là 30.000 tiền ship phí hoàn về anh em nhé. Rồi hôm nay em sẽ tiếp tục từ mã A nhé. Từ A41. Mã đầu tiên em lên cho anh em con áo Lacoste nhé. Lacoste màu xanh ngọc là rất là đẹp nhé. Đây, tiếp theo của nó này, Lacoste này. Con này là made in France luôn nhé. Made in France luôn nha anh em nhé. Đây, độ mới rất là cao nhé. Qua độ mới khoảng 90% đấy. Cúc của nó là cúc vỏ sò đặc trưng của dòng Lacoste rồi. Đây, có xẻ tà nhẹ ở dưới này. Đây, tag đây, made in France, cốt tông 100%. Tag đây anh em nhé. Đây, còn Lacoste rất đẹp nhé. Con này là mã A41 này, vai 41, bụng 46, dài áo là 64 anh em nhé. Mã tiếp theo nhé, em lên cho em con Lacoste tiếp này. Con này màu xanh là cây đậm hơn nhé. Xanh đậm này. Đây, logo theo của nó này. Made France nhé, Made France này. Đây, con này độ mới khoảng trên 90 này. Áo rất là mới nhá. Cúc con này là kiểu cúc in Lacoste thôi anh em nhé. Cúc in thôi. Con này cắt mất tag rồi. Con này bị cắt mất tag rồi. Mua tag ở đây. Con này size S nha anh em nhé. Size S nhá, size S nha anh em nhé. Size S này, mới á. Mã A42 này, vai 38, bụng 44, giá là 64 nhé, giá là 64. Mã tiếp theo nhé, em lên cho anh em con Adidas này, độ mới con này 95%, như áo mới luôn. Adidas Neo nhé, logo theo này. Đấy, áo này anh em mặc đi chơi này, mặc đi biển, đi du lịch rất hay nhé. Size S này, đây, độ mới này cực cao luôn nhé, đây, rất mới luôn. Mã A43 này, vai 38, bụng 47, giá là 64 nhé, em tầm khoảng 50-55 cân giống như em là ok. Cô tông 100%. Đây, đồ mã QR đây anh em nhé. Mã QR nhé. Con này là con này của nó đồ địa Nhật đây anh em nhé. Đồ địa Nhật đấy. Mã tiếp theo này. Con này áo Polo Sport này. Con này chất cô tông siêu mịn luôn anh em ạ. Sờ cực mịn luôn nhé. Chất con này cực thích luôn này. Polo Sport này. Mã A44 này. Vai 43, bụng 50. Giá là 67 nhé. Đây, logo theo nhé. Con này em sờ chất nó giống kiểu mình con Ralph Lauren gốp. Sờ chất cực thích luôn. Đây, form size L nhé. Size L đây anh em. Cái chất áo đây. Con này chất cực kỳ mịn luôn anh em nhé. Mặc con này đỉnh cao luôn đấy. Cúc của nó dập hiệu nhé. Cúc dập hiệu rồi. Đây, con này là 41% là cốt tông này. Con này là Lyocell. 18% là polyester nhé. Con này là hàng con này không thấy ghi ở made in ở đâu. Và con này chất cực thích luôn anh em nhé. Này quá đẳng cấp luôn. Mới tinh nhé. Con này mới 95-97%. Nhiều mới luôn. A44 này, vai 43, bụng 50. Giá là 67 anh em nhé. Giá là 67. Tiếp theo này em lên cho anh em con Adidas này. Áo phông của Adidas nhé. Rất mới luôn nha. Đây. Mã A45 này. Bụng 48 nhé, bụng 48 dài 72. Đây, Adidas Climber Cool này. Công nghệ Climber Cool nhé, con này rất đẹp này. Hình in cực to luôn nhé, in cực to luôn. Đây, polyester 100% nhé, QR này. Con này cũng hàng nội địa Nhật này. Climber Cool này. Đây, xin lỗi anh em, con này made in China nhé, nó ghi trên này, made in China. Dù Adidas thì đa phần là nó sẽ made in China thôi, China, Việt Nam với Thái Lan, Cambodia chứ nó không có Nhật đâu. Nhật nó không gia công, không làm Adidas. Climber Cool này. Mã tiếp theo này, em lên cho em con phông của Burberry nhé. Phông của Burberry này. Bên này nó có logo theo nhé. Theo này, theo bên tay áo nhé. Còn đây là nó là in này anh em nhé. In này. Burberry này, con này form size số 2 nhé. Size số 2, áo cổ tim. Đây, con này là nội địa Nhật này, cốt tông 100%.
con này là mã A46 đây, vai 45, bụng 44, giày áo là 60 nhá, ở 239.000. Con này cả nam cả nữ đều mặc được đấy anh em nhé. Tiếp theo này, em lên cho em con áo phông của Adidas này, rất đẹp luôn nhá. Phông của Adidas này, đây, chất siêu mỏng luôn. Mã A47 này, vai 43, bụng 57, giày áo là 73 nhá. Đây con này nó hình in này, nét căng luôn. Đây, Adidas này, tăng đây anh em nhé. Con này thì không thấy nó in, ở đây, con này nó in ở đây nhưng mà nó bị mờ mất rồi. Nó có in ở đây nhưng mà nó bị mờ mất rồi. Con này chất liệu là polyester 100% nhé, Adidas. Rất mềm luôn. Mà tiếp theo này, con polo của Adidas tiếp này. Size M nhé, size M này, con này áo nữ. Áo nữ này, họ tiết in này anh em nhé. Áo nữ này, rất mới đấy. Con này mới cũng phải đến 95%, áo như mới luôn. Mã A48 này, vai 32, bụng 38, giày áo là 57. Chị em nào con này tầm 45 cân, 40% cốt tông, còn lại là polyester nha. Anh em là mua cho vợ này, mua cho bạn nhà mình này, con này trẻ con mặc được này. Mechina nhé, Adidas Mechina. Mã tiếp theo này, con áo ba lỗ này, áo lỗ của Puma, size L nhé. Ba lỗ Puma này, rất đẹp này anh em nhé. Đây, có hình in này. Mã A49 này, bụng 48 dài 67 nhé. Bụng 48 dài 67 này. Đây, ngoài tác ở đây. Con này là cô tông nhá, tông pha polyester. Đây, tác đây anh em nhé. Mã tiếp theo này, con áo phông của Nike nhá. Nike này. Đây, hình in của nó này, rất đẹp nhá. Đây, đây Nike này. Con này là mã A50 này, vai 42, bụng 48, giày áo là 65 nhé. Giày áo là 65. Con này nó không có tag rồi, tag cắt mất rồi. Tiếp theo này, con Nike Pro này, Nike Pro Combat này, công nghệ dry fit, phong size M, hoặc là Michina, áo ba lỗ của Nike tiếp anh em nhé, ba lỗ của Nike này. Đây, con này áo kiểu áo đi tập đi chạy này. Nike Pro. Mã A51 này, bụng 38 dài 67 nhé. Bụng 38 dài 67. Đây, Nike Pro này, có mới tác ở đây nhé. Bên này có nghĩa là Life Fit này. Ngoài chất sở cực sướng luôn anh em nhé. Áo đi tập anh em là tầm khoảng 55 cân này. Mechina này, polyester 90%, còn lại spandex tác này, mới tinh. Tiếp theo này, con Asics này. Asics 3 lỗ nhé. Con này hình nó hơi bị bong rồi, con em để tặng nhé. Đây này, Asics này, đây sẽ phải tặng nhé. Mã A52 này, bụng 54 dài 63 nhé. Bụng 54 dài 63. Đây, con này tát nó mờ rồi, con này phải tặng nhé. Mã tiếp theo này, em lên cho em con áo phông của Polo này. Đây, ngoài độ mới rất cao nhé. Đây, chỗ trên này là nó có hình in này, in anh em nhé. Mã A53 này, vai 45, bụng 51, giày áo là 69 anh em nhé. Giày áo là 69 này. Đây, tăng này anh em nhé. Chất liệu là cotton 100%. Tiếp theo này, con ba lỗ của Adidas này, áo tập nha anh em nhé. Áo tập này. Đây. Con này là size size S anh em nhé. Size S này. Nhiều size quá, nó nhiều kiểu nó xuất đi nhiều nước, nhiều kiểu size đây. Bên này một cái tag này. Polyester 100% nhé, sản xuất tại Indo nhé. Đây. Còn ba lỗ của Adidas nhé. Đây. Mã A54 nhé, bụng 54 dài 69 anh em nhé. Tiếp theo này, em lên cho anh em con polo của Under Armour nhé. Con này là cũng kiểu co giãn 4 chiều nhé, rất đẹp này. Đây này. Co giãn 4 chiều nhé. Chỗ này là có in này, in của Normo này. Ủa chất con này sờ lạnh luôn đấy. Đây, có size 2XL này. Đây. Đây này nó có chữ in Normo này. Đây, con này mặc lên người lên form cực kỳ đẹp luôn đấy anh em nhé. Mã A55 này, vai 47, bụng 58, giày áo là 74 anh em nhé. Giày áo là 74. Đây, polyester 100%, mini Thái Lan. Tác đây anh em nhé. Mã tiếp theo này, em cho anh em con Champion này. Champion phong size M, chất liệu cotton.
cốt tông anh em nhé. Mã A56 này, vai 45, bụng 45, giá là 68 nhé. Đây, và tiếp theo của nó nhé. Đây, đây có một cái tag này, cốt tông 100%. Made in Honduras, Honduras anh em nhé. Tiếp theo này, của em con này là Nike Dry Fit này, áo tập anh em nhé. Áo tập này, đằng sau nó có rất nhiều cái lỗ thoáng khí. Đây, hình in của Nike này, rất nét nhé. Đây này. Đấy, sau này, toàn lỗ thoáng khí này. A57 này, bụng 53 dài 70 nhé. Bụng 53 dài 70 đây này, em nhé. Toàn bộ đằng sau nhé. Đây, và bên nách này. Đằng sau này, là toàn bộ các cái lỗ thoáng khí nhé. Áo để đi tập anh em. Đây, Medicina nhé. Polyester 100%. Tăng này. Mã tiếp theo này, em lên con này, siêu phẩm của Boy London này. Boy London này, rất đẹp luôn nhé. Boy London này, A58 này, vai 43, bụng 50, giá là 64 nhé. Đây, Boy anh em, xoay mờ này. Toàn bộ của nó là đính đá hết này. Rất đẹp luôn nhé. Chỗ dưới là nó là in. Dưới nó là in này. Con này cốt tông 100%. Boy London này là made in ở đâu này? Con này không thấy ghi made in ở đâu anh em ạ. Đây, Boy London, ngoài đẹp quá. A58 nhé, vai 43, bụng 50, dài áo là 64. Tiếp theo là một em Nike Jordan Force XS này, áo ba lỗ này. Mã A59 này, bụng 46, dài 64 nhé. Đây, toàn áo kiểu áo tập ấy. Đây, bụng 46 dài 64 mới đi Thái Lan nhé. Polyester 100%. Tác này. Tiếp theo này, con này là Nike T này, con sợi XL này, Nike Dry Fit nhé. Nike Dry Fit này. Đây, hình in của nó nhé. Những cái áo màu đen là lên video nó sẽ bị bạc đi một tí đấy anh em nhé. Và áo rất là mới. Tình trạng nhà em sẽ báo luôn cho anh em. A60 này, vai 50, bụng 56, dài áo là 67 nhé. Đây, nó 67 này. Đây, tang này anh em nhé. Con này là chất liệu cốt tông. Cốt tông 100%. Nike Dry Fit Medicina. Medicina anh em nhé. Mã tiếp theo là một con Adidas nhé. Adidas Form Size 3XL Medicina. Con này là cái chữ Adidas của nó là nó in nổi hết đây này anh em này. Đây này. Adidas của nó đấy. Là nó không phải nó in mà là gọi là nó dập. Mà dập nổi lên đấy. Dập nổi lên đấy. Mã A61 này, vai 43, bụng 51, giá là 68 nhé. Nó dập nổi hết lên đấy. Đây này. Đây này. Nó nổi hết lên anh em nhé. Đây này. Chứ nó không phải là in. Rất là hay. Tác này anh em nhé. Medicina này. Mã tiếp theo này, một con Nike này. Nike Form Size L Medicina. Con này chất áo rất là hay nhé. Độ mới cao. Con này mới lắm, 95%. Mã A62 này, vai 54, bụng 54 nhé. Bụng 54 dài 73. Bụng 54 dài 73 Medicina. 58% cốt tông và là polyester. Tác này. Đây, tác này, đầy đủ hết anh em nhé. Mã tiếp theo này, con này của Kappa nhé. Kappa Form Size L này. Hình in của nó rất đẹp luôn anh em nhé. Kappa này. Đây, bên này là có họa tiết theo nha. Theo Kappa này. Đây, Kappa size L đây. Size L đây. Mã A63 này, vai 43, bụng 53, giá áo là 69 anh em nhé. Giá áo là 69 này. Rồi, tang này, con này là made in China. Made China, tang này anh em nhé. Con này chất cốt tông ấy. Cốt tông 100%. Tang nó hơi bị mờ một chút này. Tiếp theo này, con này là của Skechers này, made in China. Size L, chất liệu cốt tông nhá. Tông này. Chỗ này là có in này, in chữ S này, với cả đằng sau áo nhá. Sau áo này nó có hình in tiếp anh em này, in rất là đẹp luôn nhá. In rất là đẹp luôn này, chữ Skechers. Đây. Mã A64 này, vai 45, bụng 50, dài áo là 70 anh em nhá. Dài áo là 70 này. Cốt tông 100%. Đây, tăng này anh em nhá. Mã tiếp theo này, con áo phông của Fila nhé. Fila này,
rất là đẹp luôn này. Villa họa tiết thêu này. Ở mã A65 này, ở bụng 52 dài 73 nhé. Bụng 52 dài 73 anh em nhé. Đây, dưới đây là có một cái tag nhỏ thôi. Mà thông tin nó hết trên này rồi. Made in Việt Nam nhé, size M, chất thể thao, polyester 100%. Đây, các cái thông tin nó hết trên này. Đây nó có cái, đây có đoạn ngăn mồ hôi này, Villa nhé. A65 nhé, bụng 52 dài 73. Tiếp theo là em lên cho em con Nike Dry Fit này. Nike Dry Fit con này Michina XL, con này là áo chạy nhá, Nike Running này. Và con này nó bị bong mất cái logo rồi, bong mất cái logo đây này. Đây con này bán rẻ chỉ 9.000 cho anh em nhá. Áo bị bong mất logo rồi. Mã A66 này, vai 47 bụng 57, giày áo là 65 nhá. Giày áo là 65. Áo chạy là áo nó làm rất là nhiều lỗ đây anh em này. Đây, đấy áo chuyên để chạy của Nike. Michina này, 85% polyester, còn lại là cốt tông nhé. Tác đây anh em nhé. Mã tiếp theo này, em lên cho anh em con này là con áo áo ba lỗ nhá, áo ba lỗ này, đây ba lỗ này, trơn nhá. A67 này, bụng 48 dài 64 nhá, con này cũng chỉ 9.000 nốt anh em nhé. Chỉ 9.000 đấy, con này nó bị mờ mất tác rồi, em mà chỉ 9.000 đấy. Tiếp theo này, con Nike nhá, đây ghi cho anh giá hai cái này. Con Nike này, Nike Dry Fit con này mới tinh. Con này mới tinh luôn nè. Đây, Nike mới tinh này. Đây, Nike bóng rổ công nghệ chất liệu cốt tông nhá, Michina. Đây, in này. Mã A68 này, vai 43 bụng 47, giày áo là 67 nhá. Nike Dry Fit này, Nike Dry Fit này. Michina này, 58% cốt tông, gọi là polyester, tag này, mới tinh. Tiếp theo này, con này Polo Sport tiếp này. Ui, chất con này sờ cực mịn luôn nhá. Polo Sport này. Nó có các cái đường đây này anh em nhỉ. Đấy, áo nó có các cái đường mà nó hở ra ấy, đây này. Đấy, nó sẽ làm các cái đường hở ra nhá. Đây, con này chất cực mịn luôn. Hình của nó là hình in nhiệt nhá, in nhiệt này. Polo Sport form size M này. Con này chất mặc cực thích luôn anh em nhá. Siêu mịn luôn. A69 này, vai 40 bụng 44, giày áo là 62 nhé. Giày áo 62, là chất thích cực kỳ luôn. Vai Michina rồi, chất liệu là polyester pha với cả cốt tông. Đây. Tiếp theo này, con áo của Boy London tiếp này, con sợi XL này. Boy London này. In cực đẹp luôn anh em nhé, Boy này. A70 này, vai 41 bụng 43, giày áo là 65 nhé. Giày áo là 65, Boy London. Đây, con này là Boy London của Hàn Quốc, Korea anh em nhé, Korea. Tiếp theo một con ba lỗ của Adidas này. Ba lỗ của Adidas nhé, rất đẹp luôn này. Chất con này sờ cực thích rồi. Ba sọc này. Đây bên sọc trắng, bên sọc xanh. Hai bên sọc màu khác nhau này, đằng sau hình in rất nhiều nhá. Mà in của nó là in mới tinh nét căng anh em nhé, này này. Nó là mới tinh nét căng luôn. Đây, áo nó rất nhiều các cái lỗ này, áo tập thể thao ấy. Con này cắt mặt tác này. Con này chất thể thao nhá, chất polyester. Mã A71 này, bụng 53 dài 69 anh em nhé, bụng 53 dài 69. Tiếp theo là em lên cho em con này của Nike này, con này. Size M nhé, size M, Michina, Nike Sportswear, con này chất cốt tông, hình in rất đẹp luôn này, in rất đẹp luôn nha anh em nhé. Đây chỗ này còn in thêm Nike tiếp này, Run to the Hill này, chạy lên đồi. Đây. Mã A72 này, vai 44 bụng 49, giày áo là 66 nhé, giày áo 66 này, Michina nhé, cốt tông 100%, tăng đây. Mã tiếp theo là Under Armour này, Hurt Rear, Made in Jordan luôn, Made in Jordan nhé. Con áo theo kiểu áo, gọi là kiểu áo loang em nhé. Áo loang này, con này đi thể dục thể thao này, cái màu này mặc đi thể dục thể thao rất là đẹp luôn nhé. Em thấy đa phần là đi thể dục thể thao là anh em đều là mặc theo cái kiểu áo nó nổi ấy, nổi bật ấy. A73 này, vai bụng 49 dài 65 nhé.
bụng 49 dài 65. Đây, con này polyester nhé. À đâu, con này 90% ni lông này, 10% là elatan. Con này chất mát lắm. Em sờ chất thấy mát. Mã QR này. Đắt này. Ở mã tiếp theo này, con này áo Champion size M nhá. Size M Champion này. Hình của nó theo nhá. Theo này Champion này. Đây cho lại theo tiếp nhá. Champion này. Mã 74, vai 47 bụng 50. Giá là 71 nhá. Con này là size M MO rồi, made in Borat tiếp nhá. Con này là chất cốt tông đấy, chất cốt tông rất là mềm. Ở đây, ta con này nó bị cắt rồi đây, có vết cắt này. À, tiếp theo này, con áo con này của Adidas này, Adidas Philip công nghệ Climalit này. Đây, hình in của nó đây. Con này rất mỏng nhá, rất mỏng này. Bên tay này của nó là có in Adidas rất đẹp này. Đây. Đây, màu này cho anh em kiểu thích mặc kiểu đơn giản này. Đây đằng sau là có chữ Climalit này, ở dưới này. Đây, Climalit này con này mới tinh nhá, 97-98% luôn. Mã A75, vai 41 bụng 49, giá là 66 nhé, giá 66 đây, chất là chất polyester 100% Philippines, đang anh em nhé. Mã tiếp theo này, con này là con của MLB nhé, áo của MLB cực kỳ đắt rồi, siêu đắt luôn MLB, đây MLB nhé, đây chỗ này là có in chữ LA này em nhé, LA này. Đằng sau là in tiếp nhá. Chất con này sờ cực thích luôn anh em ạ. Có áo MLB em nhớ như vào số to toàn 2-3 triệu. Còn áo phông thôi. Đây. Đây anh em ạ. MLB nhá. Đây. Con này là theo này. A76 này. Vai 38 này. Vai 38 bụng 50 nhá. Dài áo là 65. Dài áo là 65. Đây, con này size S. Size S. Là made in Việt Nam nhé, cốt tông 100% tăng này anh em nhé. Đây này, tác tiếp đầy đủ hết. Mã vạch MLB nhé, ôi, chất sở thích chặt. Đây, con MLB rất đẹp luôn nhé. Ở dưới nó còn có LA tiếp này anh em này. Đây. À, tiếp theo này, con polo của Nike nhé. Con này áo nữ, size M, Medina. Áo nữ nhé. Áo nữ này, con này bé. Đây, logo theo của nó này. Ở mã A77 này. Bụng 37, dài 57 nhá. Áo nữ. Cúc của nó dập hiệu này, Nike Tennis này, áo tennis của nữ. Medina, cốt tông 64%, còn lại là polyester. Tăng này em nhé. Ở mã tiếp theo này, em lên cho em con Puma nhá. Polo của Puma này. Puma, con này logo theo nhá, theo này, con này nguyên tác này. Nguyên tác con này size M này. Mã A78 này, vai 40 bụng 44, dài áo là 70 nhá. Dài áo là 70 này. 50% cốt tông, 50% là polyester nhá, con này nguyên tác là mới tinh. Tiếp theo là một con Adidas tiếp này, Adidas này, áo màu hồng này, con này chắc là áo nữ, logo theo. Size S, Michina. Ô S như này là nam rồi, S này. Mã 79 này, vai 38 bụng 46, dài áo là 62 nhé. Con này ra là nam nữ mặc được hết. S này là S nam. Cốt tông 100%. Đây, mã QR này. Mã cuối cùng nhé, em lên cho anh em con polo này. Polo chất thể thao của Adidas nhé. Adidas này. Đây, đây nó có hình in của Adidas này. Đây bên tay nó có một cái theo cái tag của Adidas này. Đây, con này mới tinh nhá, con này mới 95%. Mã A80, bụng 47 dài 63 nhá. Bụng 47 dài 63, con này chắc size S này, Limelit này. Đây. Con này bị rách ở đây rồi. Con này bị thủng này. Con này em để tặng nhá. Mã A80 nhá để tặng. Bụng 47 dài 63, anh em là tầm 50-55 cân nhá. 50-55 cân cho em. Vậy là em đã lên hết 40 mã áo phông, áo polo cho video ngày hôm nay. Rất cảm ơn các chú bác mình đã chú ý quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé. Bye bye.